Xin chào tất cả các thành viên đang hiện diện trong một không khí tuyệt vời ngày hôm nay. Tôi là Trang Nguyễn Kiêu Dích. Ngày hôm nay thì tôi thực sự rất là hạnh phúc, rất là xúc động. Tôi được hiện diện ở đây để tôi chia sẻ với các bạn về hành trình mà tôi đã tìm ra được cuộc sống thực sự hạnh phúc của tôi là gì. Tôi là một doanh nhân đến từ Mỹ, và doanh nghiệp của tôi thì kiến tạo những sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống Việt từ giấy, và được chúng tôi thể hiện dưới phong cách và cuộc sống của những người dân Mỹ. Có thể nói rằng cho đến thời điểm này thì tôi và ông xã tôi thì rất là tự hào với doanh nghiệp của mình ở tại Mỹ. Doanh nghiệp của chúng tôi là doanh nghiệp đứng đầu tại Mỹ về việc giữ bản sắc văn hóa dân tộc của Việt Nam chúng ta, và cũng là doanh nghiệp mà duy nhất ở tại Mỹ đưa những chương trình dạy những người dân Mỹ làm những cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ mà người Việt Nam hàng ngày làm vào trong các thư viện. Chúng tôi là một partner đối với cả một hệ thống thư viện rất là lớn ở tại bang, tiểu bang chúng tôi sống, và thực sự chúng tôi rất là tự hào. Tuy nhiên thì một cái thời gian rất là ngắn trước đây thôi thì tôi đã sống trong một cái cuộc sống mà tôi luôn luôn tồn tại. Đó là sự đắn đo, đó là sự trăn trở. Sự trăn trở để tôi tìm ra được một cuộc sống đẹp đẽ hơn và hạnh phúc hơn. Tôi bắt đầu đến với hành trình đi tìm một cái cuộc sống đẹp năm 2003. Tôi còn nhớ rất rõ, tôi đến tham dự một cái chương trình hội thảo của một tập đoàn rất là lớn mới bước chân vào Việt Nam. Và trong cái căn phòng đấy thì có khoảng 20 người. 20 người đó thì nam giới có, nữ giới cũng có, những người hơn tôi rất là nhiều tuổi cũng có, những người ít tuổi hơn tôi cũng có, và bằng tuổi tôi cũng có. Và tất cả chúng tôi thì ngồi chăm chú lắng nghe một người đàn ông rất là đẹp trai đứng ở trên sân khấu và chia sẻ về Kim Tứ Đồ và chia sẻ về tập đoàn. Một tập đoàn mà sẽ hứa hẹn cho một cuộc sống về tự do tài chính. Tôi còn nhớ như in cái khoảnh khắc đó, cái cảm giác tôi có được lúc đấy, đó là trái tim của tôi như bị bóp nghẹn, bàn tay tôi nắm chặt. Và lúc này trong tôi, một mơ ước về cuộc sống tự do tài chính, một mơ ước về cuộc đời hạnh phúc được hình thành trong một người mẹ đơn thân 25 tuổi. Và ngay ngày hôm đấy thì tôi đã quyết định tham gia cùng với cả tập đoàn. Tôi đã có 7 năm cống hiến tại tập đoàn, giữ vị trí đầu tiên, giữ vị trí trong top 10 của tập đoàn trong 7 năm liên tiếp. Sau 7 năm thì tôi có được rất nhiều thứ. Tôi có được kinh nghiệm sống, tôi có được những mối quan hệ. Và có một điều mà tôi không đạt được, đó chính là sự tự do về tài chính. Tôi quyết định dừng lại ở tập đoàn đầu tiên. Và với một cái sự cân nhắc rất là kỹ càng này, với những cái kinh nghiệm mà mình đã trải qua này, thì tôi quyết định hợp tác với tập đoàn thứ hai. Sau 4 năm
tôi cống hiến cho tập đoàn. Tôi vẫn nằm trong top của tập đoàn. Tôi có nhiều mối quan hệ hơn, tôi có nhiều thu nhập hơn, tôi có nhiều kinh nghiệm sống hơn. Và có một điều mà tôi không đạt được. Đó là gì ạ? Vâng, vẫn chính là sự tự do tài chính. Và niềm tin của tôi chưa tắt. Tôi vẫn tiếp tục tin. Tôi luôn tin vào những gì tôi nghĩ. Tôi luôn tin vào những ước mơ của tôi. Và tôi tiếp tục quyết định bước. Và tôi bước đến công ty thứ ba. Với công ty thứ ba này thì tôi đã vững vàng hơn, tôi đã lớn mạnh hơn và tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi có thu nhập nhiều hơn rất nhiều, tôi cũng đã có thể giúp đỡ được nhiều hơn rất nhiều. Và các bạn thử đoán xem điều mà tôi không đạt được ở đây là gì ạ? Vâng, đó chính là sự tự do về tài chính. Tuy nhiên, ở tập đoàn này thì tôi lại có một cái lãi rất là lớn. Đấy là người chồng hiện tại của tôi. Và một câu hỏi chúng tôi đặt ra lúc này là: vậy thì tôi sẽ làm gì đây để tôi đạt được cái ước mơ cho cuộc sống của mình? Và hai vợ chồng tôi quyết định rằng lúc này chúng tôi sẽ không phụ thuộc vào những người ngoài kia nữa. Và chúng tôi quyết định xây dựng doanh nghiệp bởi chính bằng đôi bàn tay của mình. Sau 4 năm làm việc miệt mài, không nghỉ, chúng tôi đã có được những kết quả rất tuyệt vời. Cho đến một ngày, tôi trở về sau một chương trình. Tôi chưa bao giờ lái xe ở dưới đường tuyết. Tôi cũng chưa bao giờ được lái xe ở dưới một cơn bão tuyết. Và ngày hôm đó thì một mình tôi đã lái xe. Tôi hào hứng nói với chồng tôi rằng chỉ còn 2 tiếng nữa là em sẽ có mặt ở nhà. Và một cơn bão tuyết lớn đã xảy ra. Với một cái người không có kinh nghiệm như tôi đã mất lái ở trên đường. Xe ô tô của tôi lộn 3 vòng ở trên đường. Và khi bắt đầu xe nghiêng, tôi chỉ có duy nhất một từ, đấy là tôi chết rồi. Và rất là may mắn là khi mà xe gặp một cái hốc ở dưới đường thì cái xe của tôi dừng lại. Và lúc đó tôi biết rằng tôi vẫn còn sống. Sau cái tai nạn đó thì tôi đã phải dành 2 năm để tôi điều trị. Tôi chứng mất thăng bằng cơ thể. Tôi không thể đi thăng bằng. Tôi không thể nhớ bất kể những cái gì mà ngày hôm qua nó vừa diễn ra. Tôi pha cà phê và tôi cho mì vào trong cà phê. Và điều đó là điều mà ông xã tôi nhìn thấy. Và 2 năm điều trị, dường như 2 năm đó là năm mà chồng tôi cũng như tôi không nhắc đến cái câu chuyện về sự tự do tài chính. Có lẽ rằng cái giấc mơ đấy nó sẽ được quên đi cho đến một ngày. Ngày đó là cái ngày mà tôi biết đến cô Ruby. Ngày đó là cái ngày mà tôi được nghe một đoạn video và trong đó có một câu nói của cô đã thức tỉnh cái giấc mơ của tôi trở lại. Câu nói đó chính là: nếu như bạn muốn làm một điều gì đó mà bạn chần chừ, bạn do dự, bạn không làm, nếu như ngày mai bạn chết thì bạn còn có thể có cơ hội làm được không? Và câu nói đó thực sự đã thức tỉnh tôi. Và tôi đã quyết định trở về Việt Nam, nơi mà tôi tin rằng tôi có một nguồn cảm hứng bất tận. Và hơn cả mong đợi, tôi đã được hiện diện trước mặt cô Ruby.
đã được cô Ruby dẫn dắt trong chương trình Nói và Truyền Cảm Hứng. Và một điều tuyệt vời hơn nữa, đó chính là tôi đã thực sự hiểu cuộc đời mà tôi mong muốn đó là gì. Cuộc đời mà tôi mong muốn đó là cuộc đời mà khi sáng ngày ra, tôi vẫn được hít thở không khí trong lành. Cuộc đời mà sáng ngày ra, tôi được bước ra ngoài với một không khí rất là lạnh. Cuộc đời mà tôi được nghe tiếng thông reo. Cuộc đời mà những người bạn của tôi nắm chặt lấy tay tôi nói rằng đây là những khoảnh khắc tuyệt vời em ạ, và anh muốn chia sẻ với em khoảnh khắc này. Và đó chính là cuộc đời mà tôi tin rằng tất cả chúng ta ở đây ai cũng mong muốn cuộc đời đó. Tôi có thể không phải là một diễn giả xuất sắc, nhưng chắc chắn một điều rằng tôi là một người dám xuất hiện để nói lên những điều mà tôi cần phải nói. Và điều ngày hôm nay tôi muốn nói với các bạn đó là đừng quan trọng bạn là ai, đừng quan trọng xuất phát điểm của bạn là gì, và cũng đừng quan trọng bạn bao nhiêu tuổi. Đừng quan trọng bạn có biết rõ ước mơ của mình hay không. Hãy không ngừng ước mơ. Người thầy sẽ xuất hiện khi giấc mơ của các bạn đủ lớn. Hãy sống như thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng. Chúng ta có thể sống. Hãy sống nó liên tục, liên tục, liên tục và không ngừng. Hãy an nhiên trong từng hơi thở để sống cuộc đời đáng sống.